10 phút từ lúc đi vào đến lúc đi ra thì công đoạn này, hơi kia thì nhanh. nó mất 7 phút mẹ rồi. Thì tính ra chỉ còn 3 phút. Gọi là ốc 3 phút hoặc ốc 3 phát cũng được. Ốc đâu? Về yeah, ốc nó giờ này tầm này đã ngủ à, xong rồi 1-2 giờ sáng dậy nó biết làm mẹ gì. Giờ này nó đổi giờ sinh hoạt của nó, hết chơi chung với nó được rồi. Ốc giờ này tầm này là nó vô phòng, nó vô phòng nó quẩy rồi. Để lại vô phòng ấp trứng rồi. Ấp cả ngày nữa. Thấy có cái kiểu nào mà sáng sớm gì buổi trưa vừa kêu đồ ăn xong nó kêu má buồn ngủ quá vô ngủ, xong hai đứa vô đóng cửa là xong điệp mẹ 10 phút sau đi ra. Bái luôn. Thế là hiểu rồi. Điệt con mày, mày bái luôn. Thằng biết rồi, bóc phố từ bóc ra. Mày mày khó chịu phải đâu, luôn nhảy cả ngày luôn, đéo tin được đi mày. Khỏe thì chứ. Hình như thì phải là học tập thì có mẹ xếp chúng mày thôi. Mẹ mấy thằng gầy khỏe dữ trời. Ngủ, buồn ngủ quá đi ngủ. Buồn ngủ quá đi ngủ, vô đóng cửa lại 10 phút đi ra xong ngồi ăn tịt bơ. phớt mới anh em ơi. 10 phút từ lúc đi vào đến lúc đi ra thì công đoạn này hơi nhanh, nó mất 7 phút mẹ rồi. Thì tính ra chỉ còn 3 phút. gọi là ốc 3 phút hoặc ốc 3 phát cũng được. Tụi bay có thể bỏ chỗ này được không? Sao lưng bắn kìa. Sao lưng bắn anh em ơi. Lên xe nè. 1, 2, 3. Rồi ăn cả. Rồi tao bơm máu rồi tao bắn đây. Ơ đi. Gần lắm nè. Chiếp ơi, chiếp ơi, chiếp ơi. Anh còn nhớ đi mẹ. Chiếp ơi. Từ từ, sao không? Tao né đạn được, yên tâm. Tao né đạn chuẩn lắm. Mẹ, lồn. Ờ, từ, nằm xuống bơm máu. Ai còn xe móc không? Đây, đây có. Ủa, sao đứng đây vậy? Để có đi được. Em nóng nằm bên đây nè, bò vô đây, tao cứu cái. Cái đò kìa mày. Bò đây, bò đây, bò đây. Để đầu trên đồi, rồi khỏe rồi, khỏe rồi, cứu lên. Ông ba chạy kìa. Rồi, kệ nó cho chạy đi. Nó chạy mới cứu được. Rồi nha, lên xe chạy hết nha. Ủa mà giọng đây mà. Ờ, đẩy vô nhà không mày? Có nhà vệ sinh kìa, có nhà vệ sinh kìa. À, điếc mày, mày hướng tới nhà vệ sinh rồi. Thôi. Đi nhà vệ sinh này, đi. Dạ. Lấy xe đây. Nào, vệ sinh giữa vòng luôn. Ừ, vệ sinh giữa vòng, đi phân. Vô. Tắt bút. Hướng tới. Đu là tắt bút. Ông hai tay sang bên kia cũng được. Đi. Vô. À đâu. Bò vô đi, đang đỡ nè. Bò vô. Đừng, thoát. 2 đi bà em. Ê, ép. Rồi, bỏ ra nha. Đi mẹ nó tao nhìn. Đi mẹ. Dạ, lạng quá. Thằng nào nó cứ bắn mình hoài mày. Mẹ cả đằng trước đằng sau vẫn luôn. Chúng mày đây nhá, ta đéo ở đây đâu. Thế à? Đi không? Chip muốn đi không? Em đi rồi nè. Anh đi rồi. Đi anh, em nhanh qua kia. Ừ, qua kia trên đồi bắn hết rồi. Có bên máy cày đẹp á. Rồi, đem đấu súng như này. Thua. Ủa? Đấy. Hỡi gia đình và dòng họ. Thôi, được rồi. Em sẽ đi tìm con đường sống cho tụi mình đây. Sang chỗ anh nè. Không được. Ê, hướng cho mày mua. Đồ, rồi thế chạy chung nè, giỏi nè. Đấy.
con. 50 giây lận, 50 giây lận. Con đâu chốc á. 50 giây lận vòng góc rộng hả? 50 giây lận vòng góc rộng luôn. Tự chơi đi nha, hết cứu được rồi đó. Nó chơi luôn, tao đeo có nước, tao chơi chậm lắm. Tao là ném qua nước. Rồi đi. Dưới chân mày có 3 thằng ấy. Bây giờ, rồi, đi. Rồi, đang đi móc. Em đang đi móc lưng tích. Ờ, chạy qua đường rồi á, chạy qua đường rồi, từ bắn hết, từ bắn. Từ cho nó kê cây đi, nó vô cây nó kê giờ á. Bắn thằng người cây trước nha. Thằng nào cũng được. Rồi bắn nào cũng được, bắn nào. Tương mới, chứa mới. Cái lồn thế, lồn tích. Ôi, mày hại tao rồi. Đéo sao đâu, tin tao. Mày đéo sao đi hả? Rồi. Đéo sao đi hả, tin tao. Mày tao có bao giờ tao. Chết rồi. Bỏ đi. Bỏ đi mày. Cái gì mày chết quá nhiều mày, cho phép rồi. Còn hai thằng bên anh à, Trời ơi, bên anh đâu chip ơi, nó đây nè, chip ơi. Đi con mẹ. Cây cây nè, cây cây bên đây. Một viên. Viên vô đâu, viên vô đâu. 210, nghe cái bụng lúa. Nghe cái nhà của bụng lúa. À, ok, hiểu. Trời ơi. Tại mày quá dễ nhàng. 250. Người ai chơi Supra nhớ Supra giùm mình nhé. Mày mệt á. Ôi, hai game 6 kill nè. Thằng A, W ngoài á. W con tàu. Nhà đỏ 2 tầng. Nhà tiếp mặt nè. Ok. Thấy nè. Ngồi trong rạch nè. Thôi. Này rảnh nè. Từng con thằng. What? Ờ, trong con. Rồi máu cái. Rồi. Thôi. Celebrate đi bay. Rồi, nhớ là còn xa nữa, hướng 295. Đi bên trái, đi bên trái lại tới tao rồi. Đi con chị. Sao? Cái xe du lịch chạy qua nhà gỗ rồi. Bắn trúng viên nè, nóc luôn rồi nè. Còn nhà gỗ. Đâu đấy? Trời ơi! Mẹ ơi! Mày ơi! Trời ơi! Tao lại phải né đạn nữa rồi! Vô vọng quá! Tao đang chạy ngoài bò rồi. Cái nhà gỗ anh, nhà đen đen á. Trước mặt tao con đây mày. Ủa ném gì vậy? Ném cái gì vậy? Ơ? Vẫn nóc hả nha? Nóc luôn rồi. Ủa? Ủa? Trên đâu con nữa? Con, trên đâu con nữa? Mẹ có nhìn đây nó chưa nhìn. Giáp không ta? Này. Hai em ơi. Đi. Chết rồi, thằng lẻ rồi, tét rồi. Đi. Không phải thằng nhìn cao rồi nha. Còn có... Hai thằng dưới. Đi mẹ. Phải lồn đấy.